Ricardo Calafiori đã chính thức hội quân cùng Arsenal trong khi kế hoạch xây siêu sân vận động của Man United đang gây bão mạng xã hội. Ngoài ra, các cập nhật nóng hổi về thị trường chuyển nhượng cũng sẽ xuất hiện trong bản tin ngày 30 tháng 7. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Bình luận Việt Anh của News và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Cuối cùng thì hình ảnh mà các fan Arsenal chờ đợi cũng đã xuất hiện khi Ricardo Calafiori hội quân cùng pháo thủ trên đất Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao người Ý sẽ bắt đầu bản giao kèo kéo dài 5 năm với ông lớn EPL cùng rất nhiều kỳ vọng. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Mikel Arteta không ngại tán dương cậu trò bằng tuyên bố Calafiori có cá tính và những kỹ năng sẽ giúp Arsenal mạnh mẽ hơn khi nỗ lực giành được những danh hiệu. Sự tiến bộ và phát triển của cậu ấy trong một năm qua thực sự rất ấn tượng. Một trong những tham vọng lớn nhất của Ineos khi tham gia vào ban lãnh đạo Manchester United là cải thiện chất lượng cơ sở vật chất cho Quỷ Đỏ. Sau một thời gian khảo sát, dường như ông lớn EPL đang thiên về phương án xây sân vận động mới hơn là nâng cấp thánh địa Old Trafford hiện tại. Thậm chí các fan Man United còn cực kỳ phấn khích trước thông tin Quỷ Đỏ hướng đến việc tạo ra chảo lửa có sức chứa lên đến 100.000 chỗ ngồi. Đây được coi là con số khả thi do nhu cầu vé xem các trận đấu của ông lớn EPL luôn là rất cao. Tuy vậy, trước khi thông tin chính thức được công bố thì có lẽ Ineos cần thêm nhiều các hoạt động nghiên cứu khác. Mùa giải mới của Manchester City sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 10 tháng 8 khi đội chủ sân Etihad đụng độ Manchester United ở trận tranh Community Shield. Thế nhưng chắc chắn The Citizen sẽ không tham dự trận derby cùng lực lượng mạnh nhất. Nguyên nhân là do huấn luyện viên Pep Guardiola đã quyết định để cầu thủ vừa làm nhiệm vụ quốc tế, không thi đấu ở giai đoạn tiền mùa giải và Community Shield. Thay vào đó, nhóm cầu thủ trên sẽ trở lại trong hai trận đấu đầu tiên ở EPL và chi tiết này chắc chắn mang đến lợi thế cho Manchester United. Cũng phải nói thêm rằng ở trận tranh Community Shield năm ngoái, Man City đã bị Arsenal đánh bại nên sự quyết tâm sẽ tăng cao trong cuộc đấu sắp tới. Nổi tiếng là một đối tác khó chơi trên bàn đàm phán, nhưng Napoli cũng gặp vấn đề riêng khi tìm cách bán đi Victor Osimhen. Hiện tại, ông lớn nước Ý cùng Paris Saint-Germain vẫn đang bế tắc trong quá trình thương thảo, nên đội chủ sân Diego Armando Maradona hiện hướng ánh mắt sang một đối tác khác là Chelsea. Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Napoli cởi mở với một thỏa thuận trao đổi cầu thủ giữa Victor Osimhen và Romelu Lukaku. Tất nhiên, đại diện Serie A sẽ cần The Blue chi ra khoản tiền chênh lệch với giá trị hai cầu thủ. Tuy vậy, phương án trên vẫn cần thảo luận thêm và không loại trừ khả năng những diễn biến bất ngờ sẽ diễn ra trong những tuần còn lại trên thị trường chuyển nhượng. Một trong những cái tên hot nhất phiên chợ hè 2024 là Xavi Simon vừa đưa ra quyết định quan trọng về tương lai. Cụ thể, ngôi sao người Hà Lan không quay về đội bóng chủ quản Paris Saint-Germain mà cũng chẳng chuyển đến một ông lớn đang dành sự quan tâm đến mình. Thay vào đó, nhân tố 21 tuổi hướng đến việc tiếp tục gắn bó với RB Leipzig theo một hợp đồng cho mượn mới. Phía đội bóng nước Đức cũng rất muốn tiếp tục mối lương duyên với Simon nên những cuộc đàm phán với Paris Saint-Germain sẽ sớm được tổ chức. Tương lai của Victor Roque tại Barcelona là chủ đề nhận nhiều đồn đoán và ngôi sao Nam Mỹ cũng đã lọt vào tầm ngắm của đại gia Tây Á Al Hilal. Thế nhưng dường như cầu thủ 19 tuổi không muốn sang Saudi Pro League thi đấu quá sớm nên đã có động thái từ chối lời mời từ phía tập thể Trung Đông. Việc này mở ra cơ hội cho các đội bóng khác đang tầm tỉa Victor Roque khi Barcelona khá cởi mở trong việc đẩy đi cầu thủ người Brazil. Còn về phía Al Hilal, đại diện Saudi Pro League hiện đang tìm kiếm những mục tiêu mới với John Duran là một cái tên gây chú ý. Ở tuổi 37 thì Keylor Navas vừa có bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Cụ thể, ngôi sao người Costa Rica đã chấp nhận đến câu lạc bộ Monza của Ý theo dạng chuyển nhượng tự do. Đây được coi là bước đi hợp lý của cựu cầu thủ Real Madrid sau một mùa giải phải ngồi dự bị khá nhiều tại Paris Saint-Germain. Hiện tại Navas của Monza đã sắp xếp lịch kiểm tra y tế ngay trong tuần này và nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, các thông tin chính thức sẽ được đăng tải trên báo chí. Chất lượng chơi bóng của Anthony tại Manchester United là một chủ đề gây tranh cãi do ngôi sao Nam Mỹ hiếm khi thi đấu đúng kỳ vọng của người hâm mộ. Do vậy, thông tin Besiktas có động thái hỏi mua chân chạy cánh xứ Samba lập tức thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Ngay cả phía Quỷ Đỏ cũng khá cởi mở với việc chia tay cầu thủ Nam Mỹ.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã nhanh chóng bế tắc khi Anthony quyết tâm bám trụ lại sân Old Trafford. Bên cạnh đó, việc ông lớn EPL sắp sở hữu Nuzay Mazraoui cũng đem lại nhiều hy vọng cho cầu thủ sinh năm 2000 do cả hai từng có thời gian sát cánh tại Ajax. Việc Hiroki Ito bị chấn thương khiến cho việc Bayern Munich theo đuổi Jonathan Tah được chú ý hơn bao giờ hết. Tuy vậy, mọi chuyện vẫn đang bế tắc kể từ khi hùng xám xứ Bavaria đưa ra lời đề nghị gồm 20 triệu euro cố định và 5 triệu euro biến phí. Đây không phải là con số làm hài lòng Bayer Leverkusen, nên các bên không có thêm bước tiến nào về mặt thương thảo. Theo nhiều đồn đoán, đội chủ sân Bayer Arena chỉ cởi mở với những lời hỏi mua có giá trị từ 30 triệu euro trở lên, và đó là chi tiết khiến Bayern Munich phải lưu ý. Thế nhưng cũng phải nhắc lại rằng đội chủ sân Allianz Arena cũng đang gặp khó trong việc bán Matthijs de Ligt, và đây được xem là nút thắt khiến họ chưa thể đẩy nhanh việc hỏi mua Jonathan Tah. Thêm 24 tiếng qua đi là người hâm mộ Man United lại nhận tiếp các cập nhật tích cực từ thương vụ Nuzay Mazraoui. Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, ngôi sao người Maroc đồng ý với bản giao kèo kéo dài 5 năm cùng tùy chọn gia hạn một mùa giải với Quỷ Đỏ. Dẫu vậy, sự đồng thuận trên chỉ có nghĩa khi ông lớn EPL làm rõ tương lai của Wan-Bissaka và chính thức chiêu mộ Mazraoui từ Bayern Munich. Không lâu sau khi Tây Ban Nha vô địch Euro thì bóng đá xứ Đâu Bò lại tiếp tục tạo dấu ấn ở các sân chơi cấp độ châu lục. Cụ thể, U19 La Roja vừa đánh bại Pháp để lên ngôi ở giải U19 châu Âu. Quả thật là ấn tượng, và cũng cần nhắc lại rằng đội Olympic Tây Ban Nha cũng đã sớm vượt qua vòng bảng ở Thế vận hội và được khoanh vùng là ứng viên vô địch. Rõ ràng bóng đá xứ Đâu Bò đang bước vào giai đoạn rất đáng kỳ vọng và có thể một thời kỳ hoàng kim đang ở trước mắt La Roja. Ngay sau khi Gareth Southgate rời chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của tuyển Anh, thì báo chí đã chỉ mặt điểm tên Eddie Howe là một trong những ứng cử viên tiềm năng để ngồi vào chiếc ghế nóng của Tam Sư. VFA cũng có quan điểm tương tự, và tờ Telegraph còn tiết lộ Liên đoàn bóng đá xứ sở sương mù sẽ xin phép Newcastle để phỏng vấn chiến lược gia 46 tuổi. Tuy nhiên, chưa chắc Chelsea Choi đã cởi mở với phương án trên do họ vẫn muốn tiếp tục hợp tác cùng Eddie Howe trong thời gian tới. Quá trình mua lại cổ phần câu lạc bộ Cannes tại Leader của Kylian Mbappe đã diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Do vậy, ở tuổi 25, Kylian Mbappe vừa trở thành cổ đông lớn tại tập thể xứ Lục Lăng. Điều này giúp thủ quân tuyển Pháp sắm vai một trong những chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trẻ nhất ở châu Âu. Quả thật là ấn tượng, và các fan có thể gọi Mbappe là chủ tịch hoặc phó chủ tịch theo đúng nghĩa đen của từ này. Ngoài công bố bản hợp đồng mới Riccardo Calafiori, thiếu luyện viên Mikel Arteta cũng xác nhận việc một số ngôi sao sắp trở lại tập luyện sau khi nghỉ thêm vì tham dự Euro. Cụ thể, Declan Rice, Bukayo Saka, Aaron Ramsdale, David Raya sẽ quay lại hội quân cùng các đồng đội vào cuối tuần này. Đây là thông tin rất vui với các fan pháo thủ, khi ai cũng hiểu đại diện thành London đặt mục tiêu cao ra sao trước mùa giải mới. Như vậy là chúng ta đã cùng đi hết những cập nhật đáng chú ý trong 24 tiếng qua. Tháng 7 đã đi đến những ngày cuối cùng, và điều này sẽ khiến phiên chợ hè nóng lên hơn bao giờ hết. Do vậy, đừng quên cập nhật những thông tin hot nhất trên hệ thống kênh của Bình Luận Viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và chúc các bạn một ngày có nhiều điều hạnh phúc.